Có phải bấy lâu nay các bạn nghĩ là các bạn tồi tệ và các bạn kém cỏi so với người khác đúng không? Thật ra các bạn không hề kém cỏi, không hề tồi tệ luôn. Lý do là bạn chưa nhận ra cái sự tôn quý ở bản thân của mình và bạn cũng chưa nhận ra giá trị thực sự của mình là nằm ở đâu. Giá trị thực sự của bạn nằm chính ngay cái việc bạn đang làm. Nếu như bạn làm cái việc đó, bạn tập trung 100% sức lực của mình vào đó, có đam mê và có yêu thương cái việc bạn làm, thì đây chính là giá trị của bạn. Và giá trị của bạn nằm ở chỗ là bạn gặp những người thân yêu các bạn, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình. Bạn luôn đối xử thực sự là yêu thương và bao dung với tất cả, biết giúp đỡ khi cần. Thì đây chính là sự tôn quý của chính bản thân bạn. Những cái chiến thắng này, những cái giá trị này, các bạn không cần phải khoa trương bên ngoài cho ai thấy hết trơn. Chính bản thân bạn biết bạn là ai, nó tạo nên con người của các bạn. Đừng bao giờ đi tìm kiếm một người nào khác hoặc một cái hạnh phúc nào khác ở bên ngoài các bạn hết trơn á. Hãy biết bạn thực sự là không có tồi tệ bản thân của mình, biết giá trị của mình nằm ở đâu.